Conte đón Arturo Vidal. Tuto Sport số ra sáng mùng 2 tháng 12 đưa tin, MU xem như đã thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Paulo Dybala. Vì sự xuất hiện của Jose Mourinho, MU từ lâu luôn muốn đưa Dybala về Old Trafford. Quỷ đỏ từng nhiều lần tiếp xúc với George Anton, cố vấn chuyển nhượng của Dybala, không có đại diện chính thức do anh trai và gia đình quản lý. Nguồn tin của Tuto Sport cho biết, Dybala gạt bỏ ý định chuyển đến MU, thay vào đó xem xét đề nghị từ Mourinho ngay khi đến Tottenham. Mourinho đã nhắm Dybala như một trong các mục tiêu quan trọng, biến anh thành đối tác của Harry Kane trên hàng công. Dybala bị hấp dẫn bởi phong cách chơi bóng của Tottenham, cũng như huấn luyện viên Mourinho. Hợp đồng của Dybala với Juventus còn thời hạn đến 2022. Ba đầm già gần đây đề nghị gia hạn, nhưng cầu thủ 27 tuổi người Argentina không có ý định ký tiếp, mà xem xét chuyển đến Tottenham. Trong một diễn biến khác, huấn luyện viên Antonio Conte đầy tự tin về khả năng đưa tiền vệ Arturo Vidal cập bến Inter. Khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, Inter vừa chính thức trở lại ngôi đầu bảng Serie A sau trận thắng SPAL. Đó cũng là chiến thắng thứ năm liên tiếp mà thầy trò huấn luyện viên Conte giành được ở mặt trận này. Để tăng cường sức mạnh cho giai đoạn đua nước rút ở Serie A, Conte chủ động đứng ra lôi kéo Arturo Vidal. Mùa này, Vidal thi đấu khá hiệu quả ở Barca. Anh là nhân tố quan trọng từ băng ghế dự bị, một giải pháp để huấn luyện viên Van Vechter tìm kiếm đột biến. Dù vậy, kế hoạch của Vidal là rời Barca để tìm kiếm trải nghiệm mới. Arturo Vidal nhận được nhiều đề nghị chuyển nhượng ở châu Âu, nhưng anh có vẻ muốn đến Inter vì có nhiều điểm phù hợp với bản thân. Hơn nữa, gia nhập Inter, Arturo Vidal được tái ngộ Conte, một trong những nhà cầm quân ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của anh.